Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn. Hôm nay Bonsan Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh cây bonsai về mình trang trí ngoại mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết, mã số nào đã giao lưu nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn. Còn mã số nào chưa, mình xem ưng ý thì liên hệ với nhà vườn theo số điện thoại là 0911 470 409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Rồi, nếu nhà mình thương mến nhau cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất từ bên nhà vườn luôn. Và mỗi cây giao lưu với nhà mình, bên nhà vườn đều trích phần trăm góp vào cái quỹ gieo hạt lành để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn luôn nha. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 841. 841 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên, dáng bay bẹp phong luôn nha mình. Cây này đang bung mầm sống khỏe luôn, cây bao sống nha mình yên tâm luôn nha. Cây này có hoành là 34, chiều bay của nó là 72. Cây này nhà vườn giao lưu là 450k bao ship luôn nha. 450k bao ship là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form bay thiên nhiên luôn. Tay cành rất là già luôn, cây đang bung mầm sống khỏe luôn nha. Cái này về mình để yên cái bọc này nè. Nói chung mình tháo bên ngoài thôi, còn để yên cái bọc này có tầm 1 tháng đến 2 tháng nữa bắt đầu mình sang chậu là ok thôi. Mình thêm chất trồng là 50 sơ dừa, 50 cát với đất luôn nha. Mã số là 841, 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 842. 842 là một cây nhãn rừng nha mình. Cây nhãn rừng sống khỏe luôn, form bay thiên nhiên. Cây này bầu rất rinh về, mình chỉ cần tháo bọc ra và trồng vô chậu nữa là ok thôi. Mình vừa chơi bonsai mà vừa có trái ăn luôn nha. Thì cái cây nhãn rừng này nó gắn liền với tuổi thơ rất là nhiều của những anh chị em mà ở vùng núi luôn nha. Đó, nói chung là cái trái nó ăn rất là ngọt, rất là thơm và bao ngon luôn nha. Đó, nói chung là nó mang cái hương vị của rừng núi thì nó có một cái vị rất là đặc trưng. Đó. Đây là một cụm liền cốt luôn. Tổng hoành là 87. Cây cao là 34. Chiều rộng của nó là 90. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1000k bao ship luôn nha. 1000k bao ship là một cây nhãn rừng sống khỏe luôn, form bay thiên nhiên luôn nha. Cây này nó đang mọc tùm luôn, nhưng mà bên nhà vườn thốn lại để cho nó gọn gàng, mình nhìn thấy cái bộ cốt. Còn cái vấn đề những cái này nó lên lại rất là nhanh luôn nha. Mã số 842, 1000k bao ship. Cây rất là nặng luôn nha, hai người khiêng. 842, 1000k bao ship về mình sưu tầm luôn. Cây nhãn rừng luôn nha mình. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi, cây kế tiếp có mã số là 843. 843 là một cây sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc luôn nha mình. Cây này lá và trái đều ăn được luôn. Nhưng lá mới là cái món đặc sản của cây này nha. Thì cái lá này nó ăn rất là ngon cùng với lại món gỏi. Ở Ninh Thuận thì có đặc sản là cái món gỏi dông. Đó. Và lá này là mình đâm cùng với muối ớt nè, mình kho cá này, mình ăn cùng với rau sống cũng rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn nha. Nói chung mình có thể tra khảo thêm thông tin của nó trên Google luôn nha. Mình nấu curry mình bỏ nó cũng rất là tuyệt vời. Cây này là một cây ở dạng cụm sống khỏe. Cái này là cây đặc sản vùng miền luôn nha. Tổng hoành là 32. Cây cao là 65. Bầu đất hiện tại là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 450k bao ship để mình sưu tầm cây đặc sản vùng miền luôn nha. 843. 843. 450k bao ship. Cây đặc sản vùng miền luôn. Nhưng mình lưu ý nha, cái lá này á, lá non ăn nó không ngon, nó rất là chét. Nhưng mà lá già thì ăn nó mới đủ cái hương vị của nó luôn nha. Lá già thì mình ăn nó mới ngon, còn mà lá non thì ăn nó không ngon. Đó, cái nhà mình lưu ý luôn. 843, 450k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.
Rồi cây kế tiếp có mã số là 844. 844 là một cây nhãn rừng sống khỏe luôn nha mình. Cây một cốt rất là đẹp luôn. Cây thân lắc luôn nha mình. Cái này mình vừa làm bonsai mà vừa có trái ăn luôn. Nhãn rừng trái ăn rất là ngon, rất là thơm và rất là ngọt luôn nha. Nó có một cái mùi hương vị đặc trưng của rừng cho nên là nó rất là tuyệt vời. Đó. Nói chung cái gì mà nó hoang dại thì nó rất là ngon. Cây này thì có hoành là 29. Cây cao là 85. Bầu đất hiện tại là 45. Cây này đã sống khỏe rồi, bên nhà vườn mới cắt gọn lại để mà mình thấy rõ cái thân á, chứ còn mấy cái cành nhánh này thì nó lên lại rất là mau luôn nha. 844, cây này nhà vườn xin giao lưu là 900k bao ship luôn nha. 900k bao ship. Cây sống khỏe luôn. Là một cây nhãn rừng. Rồi mã số 844. 900k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi cây kế tiếp có mã số là 845. 845 là một cây xăng dê hay còn gọi là khế rừng luôn nha. Cây đang trổ hoa luôn. Đây là một cụm liền cốt luôn nha mình. Nói chung là cây này là trái để làm cảnh thôi chứ không có ăn uống gì cây này luôn nha. Chung là cái lá nó cũng giống như cái lá khế thôi. Nhưng mà nó là dạng cây cây rừng. Cái trái của nó thì không có giống như trái khế. Nói chung chỉ là cái tên gọi thôi. Nhưng mà cái tên chính của rừng là cây xăng dê luôn nha. Cây này có hoành là 75. Cây cao là 65. Bầu đất hiện tại là 45. 45 nhân cho 43. Cây này dọn vườn là 550k bao ship luôn nha. Cây đang ra hoa luôn. 550k bao ship thì cây này thì nó cũng lá của nó tương đối cũng nhỏ, mình chơi bonsai được, mình sưu tầm chủng loại luôn nha. Đây là một cụm liền cốt luôn. 550k bao ship dọn luôn nha. Rồi nhà vườn quay cận cảnh hoa của nó luôn. Đây những cái hoa của nó đây nè mình. Hoa của nó cũng li ti thôi. Lá của nó cũng rất là đẹp. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 846. 846 là một cây linh sam rừng Rinh Ninh Thuận luôn nha. Cây này sống khỏe luôn. Cây này nó có mạch sống tới đây luôn nha mà. Đó, có hai cái luồng sống chỗ đây thôi. Còn lại bao nhiêu là thân khô lũ luôn. Cây này có hoành là 23. Cây cao là 40. Cây cao đến cái thân sống là 20. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh là 200k bao ship luôn nha. 200k bao ship. Mã số là 846. 200k bao ship. 846, 200k bao ship. Ở phần đây trở lên là mình có thể tạo lũa luôn. Nói chung là thân nó sống được tới đây. 200k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 847. 847 là một cụm rừng sen sẻn tèn rinh thiên nhiên đã thành phẩm luôn nha mình. Cây này thì đã rất là lâu rồi. Chi tèn rất là già luôn. Sen sẻn hay còn gọi là xương cá luôn nha. Đây đang lên một cái khay. Đó, rất là đẹp. Rất là già luôn. Cái này về mình chỉ cần trưng bày nữa là ok thôi. Rồi cụm này thì mình đo hình không có được rồi. Mình chỉ đo được chiều rộng. Chiều rộng của nó là 75.
chiều cao từ mặt chậu lên là 35. Cây này đang nằm chậu khay là 55 nha mình, tầm 55. Chậu khay là 55. Chậu khay là 55, 40, tầm 47. Nói chung là do cái nó nằm ở quanh á, mình mà nó đang vô cái chậu này rồi cho nên là mình rất là khó đo. Thì nói chung là tầm tầm đó. Đây là một cụm liền cốt luôn nha mình nha. Cụm này rất là ok luôn. Cụm này nhà vườn xin giao lưu là 1.500k bao ship luôn chậu luôn nha mình, luôn khay luôn. 1.500k bao ship luôn nha. Là một tác phẩm sang sản thành phẩm luôn nha. Nói chung là chi tàn thiên nhiên luôn, rất là già luôn. Thì nó có một số chi dâm nó bị khô, thì mình để nguyên luôn để cho nó tạo có cái sự khô tươi thì nó rất là đẹp, nó rất là hài hòa luôn. Rất là lâu rồi. 1.500k bao ship. Còn nếu mà mình ưng lên cái tiểu cảnh gì nữa thì mình có thể sang cái chậu ra, bỏ cái khay chậu này ra. Đó, tùy theo thôi. Nếu có sự thay đổi gì thì nhà mình cứ liên hệ với nhà vườn. 1.500k bao ship, mã số là 847. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi cây kế tiếp có mã số là 848. 848 là một cây sào dâm form thiên nhiên sống khỏe luôn nha. Sào dâm hay còn gọi là ngọc ngũ sắc luôn. Lá nó ăn rất là ngon. Cái lá nó vừa già tới thì ăn rất là ngon luôn nha, rất là thơm luôn. Có cái tầm mà lá vừa già tới nè, hoặc là lá già luôn thì ăn nó rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Nó tích tụ đủ cái mùi mùi thơm. Hít qua là nó đã thơm rồi. Cái lá non á, càng non thì cái lá nó càng chát, mà cái lá nó càng già thì nó lại không có chát nữa, mà nó có cái mùi thơm. Đó nên là mình nấu cà ri hoặc là mình làm gỏi làm đồ rất là ngon luôn nha. Cái trái của nó là nó chín tới 5 màu. Là khi mà nó sắm tới chín nó chuyển tới 5 màu, rất là đẹp luôn. Cho nên nó có cái tên là ngọc ngũ sắc là vậy luôn. Rồi mã số 848 này. Hai thân nhưng mà chung cốt luôn nha. Tổng hoành là 28. Cây cao là 75. Cây này bầu đất hiện tại là 35. Nhà vườn xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. 600k bao ship, mã số là 848. 600k bao ship. 848, 600k bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 849. 849 là một cây sào dâm form thiên nhiên sống khỏe luôn nha. Cây này có hoành là 24. Cây cao là 83. Bầu đất hiện tại là 32. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. 600k bao ship luôn nha. 600k bao ship. 600k bao ship. À, có một vấn đề nữa nha, tôi muốn chia sẻ là thì đây là những cái chồi. Những cái chồi thì nó mới bung ra. Thì khi mà mình giao lưu, mình gửi đi đường xa thì bên nhà vườn cũng có sẽ cùm lại hết tất cả cái thân chính đó, để tránh bị gãy thân chính. Nhưng mà những cái chồi này có thể là nó sẽ bị va chạm và nó sẽ gãy đi một ít. Thì nó rất là đơn giản thôi, mình cắt ngắn lại và nó sẽ ra lại rất là nhanh luôn. Quan trọng là cái cốt chính nó không bị gãy là ok. Còn những cái mầm, những cái chồi này là nó lên lại rất là nhanh luôn nha. Thì vừa rồi Sơn có giao lưu cho một anh có nick là Cư Huỳnh. Thì có trong đó có một cái cây bằng lăng. Thì một bên là lũ, một bên là có thân sống. Thì nó có một cái ít cái lá. Thì những cái chồi của nó thì chỉ bằng cái tâm nhang thôi. Thì trong quá trình vận chuyển đi thì nó bị gãy đi những cái chồi đó. Thì nó không có ảnh hưởng tới cái cây chính luôn.
Đó thì rất mong nhà mình thông cảm về cái vấn đề đó, trên vấn đề vận chuyển. Bây giờ mình nghĩ đi, nếu mà có 300 bao ship thôi thì cái phí ship hết 100 đến 150 rồi, mà bắt nhà vườn phải đóng một cái kiện nữa, đóng một cái thùng nữa thì chi phí nó hết luôn. Đó thì thà là thôi mình khỏi giao lưu nó sẽ hay hơn. Đó bây giờ mà mình, tại quan trọng là bên nhà vườn là giao lưu phôi. Đó, giao lưu cái phôi, quan trọng là cái phôi chính nó không bị sao là ok rồi. Đó, còn cái mấy cái này thì nó mình ngắt đi rồi nó lại lên lại bình thường thôi. Đó thì mình cũng hiểu nhau và thông cảm cho nhau cái vấn đề đó. Còn nếu mà mình xét nhà của nhà vườn thì nó đơn giản rồi, mình chỉ chở qua một cái là xong thôi. Còn cái này là người Bắc, người Nam, người Trung gì nó từ lưa hết toàn quốc, cho nên là cái vấn đề vận chuyển qua nhiều trung gian thì chắc chắn nó cũng sẽ xảy ra va chạm và nó sẽ bị một số sự cố. Nhưng mà trong phạm vi cho phép thì mình nên vui vẻ và chấp nhận, ủng hộ cho nhau luôn nha. Chứ nhiều khi mình lấy những cái lỗi nhỏ nhặt đó mà mình xử khó với nhau thì cũng rất là tội nghiệp luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 850. 850 là một cây sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc sống khỏe luôn nha. Cây này liền cốt luôn. Cây này có hoàn là 49. Cây cao là 82. Bầu đất hiện tại là 42. 42, 35. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 700k bao ship luôn nha. 700k bao ship là một cây sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc, cây sống khỏe luôn. 700k bao ship. Ship là một cây sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc, cây sống khỏe luôn nha mình. Lá và trái đều ăn được luôn, nhưng lá mới là cái món đặc sản của cây này. Rồi cây này cũng đã kết thúc luôn. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình liên hệ theo số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Rồi nếu nhà mình thương mến nhà vườn, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn nha.